cho anh em chân tất cả các kiểu side pad thì side pad 82 là một kiểu tóc kinh điển nhất, bởi vì nó có từ rất là lâu rồi, từ thời cũ kỵ của chúng ta cơ. Thì ai cũng có thể để được, từ trẻ tới già. Thì để tạo kiểu tóc này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Anh em cứ chia ra một cái ngôi nó tầm cuối lông mày, sau đó là anh em mới nhấc từng cái nếp tóc lên. Đấy, xì cái nhiệt nóng vào cái phần chân tóc của mình để nó tạo cái độ phồng tối đa cho kiểu tóc. Đấy, anh em cứ sấy vào cái chân tóc, vuốt lên phồng lên. Đấy, nó rất là dễ thôi. Gáy ai bẹt thì có thể là sấy vào gáy cho nó phồng nhẹ lên một chút nhé. Thì hôm nay mình có khui hộp một em Colmex gốc nước của mình, mùi thơm rất là dễ chịu. Sau đó là anh em xoa đều ra tay và tản đều lên, vuốt đúng theo cái thao tác của cái kiểu tóc. Tóc bạn nào bung hai bên thì ép sai vào cho gọn nhé. Đấy. Thì cái kiểu hiện đại này nó chỉ khác cái kiểu cổ điển là nó gọn hai bên và trên nó phồng hơn nhé. Đấy. Thì trong tiệm tóc nó có một cái thuật ngữ gọi là đổ bê tông ấy. Thì cho ai chưa biết thì đổ bê tông là khi anh em xịt cơm và anh em kích nhiệt như này thì cái nếp tóc sẽ giữ cho anh em cả ngày luôn và không phải lo lắng gì, vận động thoải mái. Kiểu tóc của mình hoàn thành rồi này. Rồi, ok, anh em cần tư vấn sản phẩm inbox Zalo cho mình nhé. Cảm ơn anh em.